Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, mỗi chương trình chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với một khách mời thành công ở nhiều lĩnh vực để hiểu hơn về cái duyên của họ đến với Phật Pháp và Phật Pháp đã mang tới điều gì cho cuộc sống của họ. Và khách mời ngày hôm nay là một người nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng, đặc biệt thành công với những ca khúc mang âm hưởng dân gian và đã góp phần với nhiều những sản phẩm, dự án âm nhạc, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với đông đảo công chúng. Xin giới thiệu ca sĩ Tân Nhàn. Xin chào Thùy Linh, chào quý vị khán giả của chương trình. Con đường mình lựa chọn để đi, nó lại không phải là con đường cho một người bình thường. Vâng. Cuộc sống rất nhiều những cái sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Điều đó khiến cho Tân Nhàn luôn phải nỗ lực và luôn cảm thấy rất là áp lực. Mình thật là may mắn khi mình đã được sống và được soi sáng dưới ánh sáng của Phật Pháp. Con người của mình thực sự là rất cần một cái đức tin. Ở trong những ngày này, chúng ta đều được biết rằng là giới nghệ sĩ cũng có những cái ảnh hưởng nhất định bởi dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 cho tới nay. Vậy cuộc sống của ca sĩ Tân Nhàn có nhiều thay đổi, có nhiều ảnh hưởng bởi điều đó không? Trong thời gian đầu khi mà dịch Covid bùng phát thì có lẽ là không chỉ Tân Nhàn cũng như mọi nhiều nghệ sĩ khác cũng rất là sốc, bởi vì cái lịch trình của mình nó thay đổi, cuộc sống của mình cũng thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên cho tới thời điểm này thì Tân Nhàn nghĩ rằng nếu nhìn một cái nhìn lạc quan cũng là khoảng thời gian để Tân Nhàn sống chậm lại. Và Linh nhớ là trong năm 2019 thì chị cũng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Và giờ đây thì ca sĩ Tân Nhàn, Linh nhớ rằng là chị là một ca sĩ mà trở thành tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam ở ngành thanh nhạc nói riêng cũng như là âm nhạc học nói chung. Có lẽ là Nhàn cũng là người may mắn khi mà mình cái việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng như việc trở là một nghệ sĩ biểu diễn, hai công việc này nó hỗ trợ rất là nhiều. Chính vì vậy công tác nghiên cứu của Tân Nhàn có những cái thuận lợi hơn những bạn đồng nghiệp khác, và cái thành công nho nhỏ đấy có thể nói là bước ngoặt của Tân Nhàn, nó là cái động lực để Tân Nhàn tiếp tục cố gắng. Chị Tân Nhàn cũng nhắc tới những bước ngoặt cuộc đời, với chị đó là những điểm bước ngoặt như thế nào? Nói bước ngoặt của Tân Nhàn thì đầu tiên là năm 2002 khi Tân Nhàn bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được đào tạo âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Đấy, bước ngoặt thứ nhất. Bước ngoặt thứ hai là giải thưởng của âm nhạc của Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, giải Sao Mai với cú đúp giải thưởng giải nhất giọng hát dân gian và giải khán giả yêu thích năm 2005 ạ, đã khiến cho Tân Nhàn bước lên sân khấu một cái nấc mới để quảng bá cái hình ảnh của mình tới đông đảo khán giả. Một Tân Nhàn với âm nhạc của Tân Nhàn. Và 2019 như Linh vừa nói đấy, là live show trở về của Tân Nhàn, cũng như Tân Nhàn tạm kết thúc cái việc học của mình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sau 14 năm đi học. Và bước ngoặt gần đây nhất năm 2021 là việc đã nắm tay một người đàn ông mới và xây dựng một cuộc sống mới. Thì đấy là những bước ngoặt rất lớn của Tân Nhàn. Với những bước ngoặt như thế, gọi là bước ngoặt tức là nó mang tính quyết định và có những cái thay đổi nhất định trong cuộc sống, về góc nhìn, về quan điểm của bản thân. Và chắc chắn là sau mỗi bước ngoặt đó thì con người của chúng ta cũng cảm thấy là được trưởng thành hơn, được lớn hơn. Vậy đâu là những thời điểm mà chị nghĩ rằng là mình đã đi qua những khó khăn rất là lớn? Tôi nhận thấy thời điểm nào cũng là thời điểm khó khăn. Bởi vì bản thân mình thì mong muốn một cuộc sống bình an, giống như một người bình thường, nhưng mà con đường mình lựa chọn để đi nó lại không phải là con đường cho một người bình thường. Vâng. Cuộc sống rất nhiều những cái sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Điều đó khiến cho Tân Nhàn luôn phải nỗ lực và luôn cảm thấy rất là áp lực, và lúc nào cũng có phải trong cái tinh thần là phải vượt qua những cái khó khăn để có thể hoàn thiện bản thân mình cũng như là
đi được cái con đường mà mình mơ ước. Và có lẽ là điều đó nó đã trở thành một cái tiềm thức của mình nên một cách rất là tự nhiên đã thôi thúc chị và có những cái tác động đến với những cái sản phẩm âm nhạc. Và Linh nhớ rằng là chương trình nghệ thuật Tứ Ân, một chương trình mà chị đã dành rất là nhiều tâm huyết vào trong đó, từ ý tưởng thực hiện này, từ biên tập âm nhạc này, từ chủ nhiệm chương trình này. Chị hãy chia sẻ một chút về kỷ niệm rất đặc biệt về chương trình nghệ thuật đó. Có lẽ là cái mùa Vu Lan đó là một cái mùa mà đem lại cho Tân Nhàn rất là nhiều cái cảm xúc, nó thôi thúc Tân Nhàn phải làm một cái chương trình. Và cái tên Tứ Ân nó cũng rất là đặc biệt. Tứ Ân là bốn cái ân lớn. Ân Tam Bảo, ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn quê hương, ơn nơi mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Thì cái điều đó nó thôi thúc cho Tân Nhàn là cùng với các bạn của mình đã làm nên một cái chương trình Tứ Ân có thể nói là rất là đặc biệt. Và Tân Nhàn thấy rằng là điều mình làm thì nó chưa phải thực sự là lớn lao, nhưng mình trong cái khả năng của mình đã rất là nỗ lực để truyền tải cái mong muốn của mình, cái niềm tin của mình về Phật Pháp, cũng như là cái mong muốn của mình được cùng với các bạn đồng nghiệp lan tỏa các cái giá trị yêu thương. Trong quá trình thực hiện chương trình nghệ thuật, khi mà cùng đồng thời Kham rất là nhiều vai trò trong đó, thì chị có gặp những cái khó khăn nào không? Rất là khó khăn, bởi vì là lần đầu tiên Tân Nhàn đứng ra làm chủ nhiệm một chương trình lớn, có thể là bao quát tất cả mọi khâu của chương trình, từ biên tập bài hát, xong rồi là kể cả đi xin tài trợ, sau đó thì cũng không xin được tài trợ, và bản thân mình cũng phải tự là người đứng ra làm tất cả mọi việc. Vâng. Rồi mình làm một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, là người kết nối các nghệ sĩ trong chương trình. Tóm lại là tất cả các mảng mình lần đầu tiên là người phải đứng ra làm những cái việc đấy, và đều làm những việc quan trọng nhất luôn đấy ạ. Và mình cảm thấy rằng là không hiểu sao mình có một nguồn năng lượng nào đã giúp mình thôi thúc mình làm được điều đó, thì mình tin vào rõ ràng là cái niềm tin của mình, cái đức tin của mình về Phật Pháp đã làm cho đã là điểm tựa lớn cho mình để mình vượt qua những cái khó khăn đấy. Và sau đấy thì mình cũng không, Tân Nhàn cũng không nghĩ rằng là mình đã trải qua một cái chặng đường. Nếu mà là một show diễn bình thường thì nó đơn giản lắm, nhưng mà một show diễn như show diễn Tứ Ân ấy thực sự là khó làm, và để lại cho khán giả những cái ấn tượng tốt, dư âm tốt như vậy thì quả thực là rất là khó, và phải cảm ơn rằng cả ekip đã nỗ lực cùng với Tân Nhàn. Tứ Ân được mở đầu khá đặc biệt bằng tiếng chuông chùa ngân vang trên sân khấu và màn chỉ tụng chú Đại Bi do Chư Tăng cùng các nghệ sĩ thể hiện như lời cầu mong nhiều phước lành đến mọi người. Nếu ở phần 1 ơn đất nước, khán giả cảm nhận thật rõ nét về những điều thiêng liêng của đất nước đối với mỗi người dân nước Việt, thì đến với phần 2 ánh sáng từ quang, khán giả được bước vào không khí linh thiêng vừa huyền bí, nói lên một trong tứ ân, đó là ân Tam Bảo. Nối tiếp những cảm xúc thiêng liêng qua những ca khúc âm nhạc Phật giáo, phần 3 ơn nghĩa sinh thành nhằm ngợi ca đấng sinh thành dưỡng dục đã đẩy mạnh cảm xúc của người xem, để lại những dấu ấn sâu đậm về chương trình. Bên cạnh đó, chương 4 lại thực sự khiến khán giả thấy hào hứng khi hát lên khát vọng sống hòa bình, sống hài hòa với thiên nhiên, thể hiện tình yêu bao la với cuộc sống, con người, tạo nên những dư âm đầy lạc quan và ấm áp. Chính là làm chương trình nghệ thuật, là sự kết hợp giữa âm nhạc, nhạc đạo và nhạc đời để gửi tới khán giả một chương trình mà mang đầy đủ những cái ý nghĩa về chữ hiếu cũng như cái đạo lý tứ trọng ân, một cái đạo lý có thể nói là xuyên suốt trong quá trình lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Và Tân Nhàn với tư cách là một Phật tử thì mong muốn được thể hiện cái điều này trên cái sân khấu. Chương trình Tứ Ân mừng Vu Lan báo hiếu thực sự là một bản hòa ca mềm mại đầy lôi cuốn với nhiều cung bậc cảm xúc giữa đạo và đời. Kinh nghiệm đã có với chương trình nghệ thuật đặc biệt Tứ Ân hay là live show trở về chẳng hạn, với rất nhiều những sản phẩm âm nhạc khác của mình, thì chị đã có thêm những cái dự kiến để có thể tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp qua những hoạt động như thế, qua âm nhạc không chị? Chắc là trong tương lai Tân Nhàn sẽ cố gắng trong cái khả năng của mình để làm được nhiều hơn những cái chương trình giống như chương trình Tứ Ân. Linh nhớ rằng sản phẩm CD nhạc Phật mà chị Tân Nhàn đã gửi tới khán giả từ rất là lâu rồi, từ khoảng năm 2013. Mà ở đó nghe Tân Nhàn hát nhạc Phật đúng với những gì mà chị mong muốn truyền tải.
chúng ta sống chậm hơn, thanh thản hơn, tĩnh lặng và có cái chiều sâu về những cái suy nghĩ, những trải nghiệm của bản thân mình. Năm 2013 thì đó là năm mà khi Tân Nhàn bắt đầu quan tâm nhiều đến âm nhạc Phật giáo. Và từ đó, vì việc quan tâm đến âm nhạc Phật giáo nên Tân Nhàn cũng quan tâm nhiều đến kinh kệ, quan tâm nhiều đến các cái mạng mà nó liên quan đến Phật giáo. Có cơ duyên nào không chị? Cơ duyên là Tân Nhàn là được vào chùa Hương, được làm rất nhiều các chương trình âm nhạc Phật giáo cho các sư thầy. Và từ đó thì Tân Nhàn nhận ra được một cái bản ngã của mình và nhận ra rằng là con người của mình thực sự là rất cần một cái đức tin. Mặc dù trước đây thì mình mẹ luôn nói là mình là con của nhà Phật rồi, nhưng mà đến lúc đấy mình mới cảm nhận rằng là mình cần phải sống chậm lại và cần phải có cái suy nghĩ khác đi để mình có một cuộc sống bình yên hơn. Thì đấy là 2013 và đấy là lý do mà Tân Nhàn đã cho ra mắt album Lạy Phật Con Về. Vâng. Và cụ thể là chị đã thấy là khi mà mình được đến gần hơn với Phật Pháp và được giác ngộ và tìm hiểu những giáo lý của Phật thì cái sự thay đổi đó nó diễn ra ra sao? Sự thay đổi rất là lớn. Thì trước khi ra cái album Lạy Phật Con Về thì Tân Nhàn là một người rất là bận rộn. Bận rộn lắm với rất nhiều các dự án âm nhạc, các chương trình biểu diễn dày đặc. Và Tân Nhàn cũng không có thời gian để ăn cơm. Khi đó thì Tân Nhàn thường đi diễn rất là nhiều và thường xuyên phải ăn cơm trên ô tô và ngủ trên ô tô. Thông thì về đến sáng, về tới Hà Nội đó khoảng 3-4 giờ sáng, hoặc có hôm 5 giờ sáng chỉ về kịp đánh răng rửa mặt rồi lại tiếp tục cho những cái chương trình tại tỉnh khác. Sau cái năm 2013 đấy thì Tân Nhàn đã thực sự đã phải nhìn lại là mình phải dừng lại và không thể để cuộc sống của mình nó cuốn như thế. Nó có tác động nhất định gì tới sức khỏe hay là tới điều gì của bản thân ở thời điểm đó không chị? Nó tác động cho Tân Nhàn, khiến cho Tân Nhàn tự nhiên hết cả ham muốn, hết ham muốn kiếm tiền, hết ham muốn là trở thành người mà có thể ra nhiều sản phẩm âm nhạc trong một năm nhất. Thế mà Tân Nhàn thấy mình sống vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, thấy nhìn cuộc đời một cái sự dịu dàng hơn. Và như nhiều người bạn thân của Tân Nhàn đã nói rằng là khoảng thời gian đấy thực sự thấy Tân Nhàn, ánh mắt của Tân Nhàn nó dịu bớt đi rất là nhiều. Nó không còn đầy cái sự mãnh liệt và khao khát như trước đây. Và điều đấy có thể nói là Tân Nhàn phải cảm ơn cái sản phẩm âm nhạc, cảm ơn các thầy đã đồng hành cùng với Tân Nhàn trong các cái chương trình biểu diễn về âm nhạc Phật giáo. Để từ đó thì Tân Nhàn đã thực sự là thấy sống chậm lại. Vậy cái quá trình mà chị gần gũi gắn bó với Phật Pháp này và quá trình mình tu tập ấy thì nó diễn ra như thế nào ạ? Hằng ngày hay là trong những quãng thời gian ra sao? Tân Nhàn cũng chưa đủ duyên để mà tu tập theo đúng nghĩa của Linh nói. Chỉ là Tân Nhàn từ cái mốc khởi điểm là đam mê những cái bài hát mà ca ngợi Phật giáo thì Tân Nhàn tìm hiểu rồi đọc sách rồi sẽ lên YouTube xem những nghe những bài giảng của các thầy ấy. Thì thực ra là từ bản thân mình những một chút một thôi, nó không nhiều nhưng cũng làm cho mình thay đổi. Chỉ dám nói rằng là một cái nhánh rất nhỏ mà mình hiểu được đã giúp cho cuộc đời của mình thay đổi rất là nhiều. Khi chị hát những bài hát Phật giáo, chị nói rằng là có một cái sức ảnh hưởng nhất định tới bản thân mình. Vậy thì cụ thể chị ấn tượng điều gì từ ca từ giai điệu hay từ tinh thần của những ca khúc nhà Phật? Thực ra khi bắt đầu tham gia các chương trình về Phật giáo, rồi làm sản phẩm âm nhạc album Lạy Phật Con Về, thì Tân Nhàn phát hiện ra một điều rằng tất cả những cái lời ca và giai điệu trong âm nhạc Phật giáo nó khác hoàn toàn với các ca khúc bình thường mà quý vị nghe, như ca khúc trữ tình hay là ca khúc mang hưởng dân gian hay là chính thống. Trong nó hàm chứa một sự bình an. Có thể là mọi người sẽ không tin điều Tân Nhàn nói đâu, nhưng quý vị hãy lắng nghe cái album Lạy Phật Con Về của Tân Nhàn sẽ thấy rằng là không phải Tân Nhàn, không phải do cách hát của Tân Nhàn truyền tải đến điều đấy, mà chính là những cái giai điệu của bài hát. Nó làm cho khán giả thấy bình tâm, bình an. Và đấy là điều tuyệt vời, điều kỳ diệu. Vậy thì ngay lúc này chị hãy tiếp tục chia sẻ với quý vị khán giả những tinh thần đó qua một ca khúc mang âm hưởng nhà Phật mà ca sĩ Tân Nhàn sẽ gửi tới khán giả của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Trong buổi hôm nay thì Tân Nhàn sẽ gửi tới quý vị một bài hát mà Tân Nhàn rất là tâm đắc và yêu quý, yêu thích bài hát của một nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Bài hát được mang tên là Mục Kiền Liên Cứu Mẹ, một bài hát viết về, có cái nội dung về đạo hiếu
Mà đạo yếu thì trong trong Phật giáo cũng như là trong văn hóa của dân tộc Việt Nam nó là một điều luôn luôn được đề cao. Và trong trong tác phẩm này thì nó là một tác phẩm được đưa đẩy lên một cái hàng là nghệ thuật chứ không chỉ là một bài hát đơn thuần. Cái tình cảm của mẹ con, của ngay cả của Đức Phật cũng đầy những cái sự tha thiết và đầy cái sự yêu thương. Và chúng ta sẽ chia sẻ điều đó với khán giả truyền hình ngay bây giờ. Xin mời chị. Xin mời Thùy Linh lắng nghe và cùng quý vị khán giả cùng lắng nghe cái khúc này. Cảm ơn ca sĩ Tân Nhàn với những giai điệu tràn đầy cảm xúc và tiếp tục cho chúng tôi hiểu hơn về những thông điệp, những câu chuyện về đạo hiếu được gửi gắm cho qua ca khúc vừa rồi. Không biết là Phật giáo hay là những ca khúc nhạc Phật có phải là những giai điệu âm nhạc mà chị sẽ tiếp tục hướng tới trong thời gian tới không? Thì Tân Nhàn cũng đã sưu tầm được một số tác phẩm. Tuy nhiên nó chưa đủ để ra được hẳn một cái album. Và Tân Nhàn sẽ tiếp tục có những sự chọn lựa và tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về các cái tác phẩm Phật giáo để cái sản phẩm tiếp theo sẽ là một sản phẩm chất lượng chứ không phải là những bài hát nhạc Phật cóp nhặt để thành một album. Cho nên là Tân Nhàn cũng không thể nói với Thùy Linh một cái thời điểm chính xác là bao giờ Tân Nhàn sẽ ra được một cái sản phẩm âm nhạc Phật giáo tiếp theo. Vâng. Chỉ biết rằng Tân Nhàn đang nỗ lực rất nhiều cho việc tìm hiểu, những nghiên cứu các cái ca khúc Phật giáo hay để gửi tới khán giả. Vậy một người nghệ sĩ thực sự thì cần hội tụ đủ những yếu tố như thế nào theo chị? Có lẽ thì đến lúc này thì Tân Nhàn cũng chưa đi hết cái quãng đường nghệ thuật của mình để có thể đưa ra những cái trải nghiệm, những cái câu châm ngôn. Nhưng với bản thân Tân Nhàn thì Tân Nhàn nghĩ rằng là một người nghệ sĩ muốn thành công trước hết ngoài tài năng còn là cái sự đam mê và sự nghiêm túc với nghề và một cái tình yêu mãnh liệt. Với Tân Nhàn, Tân Nhàn nghĩ rằng là vô cùng cần thiết tâm hồn của một nghệ sĩ, nó sẽ bao hàm rất là nhiều điều. Trong đó với bản thân Tân Nhàn chỉ thấy rằng là cái tình thương với chúng sinh, với vạn vật, với những người xung quanh sẽ làm cho một người nghệ sĩ trưởng thành và làm được những điều to lớn có ý nghĩa cho cuộc sống. Vâng. Bởi tâm hồn của một người nghệ sĩ sẽ quyết định về cái cảm xúc, về những cái gì, những cái nguồn năng lượng mà họ truyền tới cho khán giả thông qua âm nhạc, thông qua những sản phẩm của mình. Linh thấy rằng có thể cảm nhận thấy điều đó rất rõ, cái thông điệp đó rất rõ qua live show Trở Về của chị Tân Nhàn đã thực hiện cách đây 3 năm vào năm 2019. Mà ở đó chúng tôi được thấy được rằng cái trở về ở đây là chị đưa chúng tôi trở về với nguồn cội này, trở về với tình yêu quê hương đất nước. Nó rõ ràng qua những ca khúc, qua những dòng nhạc mà chị gắn bó từ lâu cho đến bây giờ. Đó là dòng nhạc dân gian hay là trở về với cả tình cảm, sự gắn bó giữa con người với tất cả những vạn vật xung quanh. Và cả trở về với chính bản ngã của bản thân mình nữa. Vâng. Vậy ở thời điểm này đây, chị đang mong muốn được trở về nhất với điều gì ạ? Ở thời điểm này. Tôi nhà muốn trở về với chính cái bản ngã của mình. Mà không biết là kiếp trước mình là người như thế nào, nhưng mà với hiện tại Tân Nhàn muốn trở về những cái điều bình dị nhất. Chị có tin có kiếp trước, kiếp sau hay là có những cái luật nhân quả mà chúng ta vẫn hay nói không ạ? Tân Nhàn tin chứ. Tân Nhàn đọc nhiều những cái tác phẩm văn học và những cái tác phẩm hồi ký vân vân viết về kiếp trước. Thế mà Tân Nhàn thấy rằng là nó rất là có lý và Tân Nhàn rất là tin là nó sẽ có điều đó. Và chính vì vậy, vì cái niềm tin đấy nó giúp cho Tân Nhàn nghĩ rằng là mình sẽ phải nỗ lực hơn để trở về đúng với bản ngã của mình. Với giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc năm 2005 do Ban giám khảo và khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện bài hát Trăng Khuyết đã đánh dấu thành công bước đầu trong sự nghiệp của cô. Và cũng từ đó, ca sĩ Tân Nhàn đã hoạt động không ngừng nghỉ để thực hiện những sản phẩm âm nhạc đặc sắc. Năm 2019, cô đã thực hiện live show Trở Về với chi phí lên đến vài tỷ đồng.
Trở Về được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và các nhạc cụ âm nhạc truyền thống của Việt Nam, cùng với giọng hát của Tân Nhàn, đã tạo nên một live show chất lượng khác biệt. Đặc biệt, thông qua live show, Tân Nhàn đã khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam khi dành hẳn một phần quan trọng để hát các bài Chầu Văn, Sẩm, Quan Họ đặc sắc. Ca sĩ Tân Nhàn được cho là mạo hiểm khi tìm cho mình con đường đem âm nhạc truyền thống chinh phục khán giả hôm nay. Dù vất vả khó khăn, nhưng đó cũng là một trong những lý tưởng hoạt động âm nhạc của Tân Nhàn mà cô rất hạnh phúc khi từng bước thực hiện. Xoay đào xa cách mãi ngàn năm thờ thần. Và Linh được biết rằng là bên cạnh đó, thời gian này chị Tân Nhàn cũng còn đang ấp ủ để chuẩn bị cho ra mắt khán giả trong một thời gian rất gần nữa thôi. Một sản phẩm âm nhạc mới của mình sẽ là một sự kết hợp với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và tiến sĩ cello Đinh Hoài Xuân nữa. Dự án âm nhạc này của Tân Nhàn đã chuẩn bị ngay sau khi live show trở về kết thúc. Đó là việc mà Tân Nhàn muốn quảng bá cái âm nhạc truyền thống của Việt Nam ra tới đông đảo khán giả bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, khán giả có thể nghe được bằng việc kết hợp giữa âm nhạc cổ điển với âm nhạc truyền thống. Mà cụ thể đây là một bài sẩm có thể nói là rất là cổ và rất là khó hát của Việt Nam mà nghệ nhân Hà Thị Cầu đã hát, đó là bài Ngãi Mẹ Sinh Thành. Vâng. Và giống như một người nhạc sĩ đã từng nói với Tân Nhàn rằng âm nhạc truyền thống của Việt Nam nó là một cái sự đặc trưng không thể trộn lẫn và có thể pha trộn được với bất kỳ một cái dòng âm nhạc nào khác. Tuy nhiên Tân Nhàn nghĩ rằng với cái tư cách là một người trẻ làm âm nhạc và là một nghệ sĩ biểu diễn thì Tân Nhàn phải có trách nhiệm làm thay đổi cũng như quảng bá, nối dài cái sức sống cho âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Mà chính vì vậy mà Tân Nhàn đã bắt tay vào cái trăn trở suốt hơn 2 năm qua cùng với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và tiến sĩ cello Đinh Hoài Xuân mới từ nước ngoài trở về, kết hợp âm nhạc cổ điển được làm mới, âm nhạc truyền thống làm mới và hát trên nền phối khí của âm nhạc cổ điển. Quý vị sẽ được nghe một cái sự mới mẻ và qua đó thì sau đây thì Tân Nhàn sẽ truyền quảng bá cái sản phẩm này tới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam trên các cái phương tiện âm nhạc số. Rất đa dạng các nền tảng âm nhạc để làm sao mà đại đa số khán giả có thể tiếp cận được. Vâng, để điều đó. Vậy là ở thời điểm hiện tại có thể gọi là mình đang viên mãn trong hạnh phúc không ạ chị? Khi mà mình có được cái con đường học vấn này, mình đạt được cái mục tiêu cao như vậy này, rồi trong lĩnh vực nghề nghiệp mình được say mê cống hiến với đam mê của mình này và được phát triển tài năng này, đến gần hơn với khán giả và liên tục những sản phẩm âm nhạc mới này, và cả hạnh phúc riêng của mình nữa, mình cũng đang có được những cái nụ cười và những cái nắm tay thật chặt bên cạnh người đàn ông của đời mình rồi, đã gọi là một hạnh phúc viên mãn chưa ạ? Như Tân Nhàn nói rằng là hạnh phúc trong quan điểm của Tân Nhàn nó là quãng đường đi, chứ không phải là kết quả. Và quá trình mà những nỗ lực của Tân Nhàn vượt qua những cái thử thách của bản thân cũng như là những dấu mốc mà Tân Nhàn đặt ra trong cuộc đời mình, đó chính là quãng đường đi đầy hạnh phúc. Nhiều khán giả cũng sẽ tò mò là không biết là cuộc sống này, cảm xúc này của những người nghệ sĩ, đặc biệt là những người nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tân Nhàn trong một cái thế giới đầy rẫy, như mọi người nói là gọi là thế giới showbiz ấy ạ, tức là sẽ có những cái khốc liệt nhất định, thì cuộc sống cảm xúc có khác so với những công việc bình thường không? Với chị thì sao? Bản thân thì mong muốn cái tâm của mình nó an yên và sống như một người bình thường, nhưng con đường Tân Nhàn lựa chọn thì nó lại là con đường rất chông gai. Có thể nói là Tân Nhàn cũng là người khá khép kín và không quảng giao, không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên mình cảm thấy là rất nhiều thị phi ở đâu nó vẫn cứ đổ xuống đầu mình. Thì đấy, mình khi mà nhìn dưới góc độ ánh sáng của Phật Pháp thì mình thấy rằng có lẽ đấy là những cái duyên nghiệp mà mình đã phải trả cho những cái kiếp trước của mình, vì mình đã sống chưa chuẩn chẳng hạn, thì mình phải đón nhận cái điều đấy một cách vui vẻ. Điều đấy để thấy rằng là cái đức tin nó làm cho mình nhìn cái sự việc đấy một cách nhẹ nhàng
và mình cũng là một động lực để mình phải sống tốt hơn. Thế khi đó thì mình nên nghĩ theo hướng nào hả chị, để không bị những cái lời gọi là bình luận gièm pha của mọi người tác động? Trước đây thì có lẽ nếu là nghe được những điều đó, tôi sẽ rất là buồn, rất là sốc. Thỉnh thoảng lên trên mạng để nghe những người bình luận cho những cái bài hát của mình ấy, có những người khen, có những người chê, có những người chửi, vân vân, thì cũng cảm thấy rất là sốc. Nhưng mà bây giờ thì Tân Nhàn mỉm cười và cảm thấy là nó rất là nhẹ nhõm. Sao lại trước đây mình lại có thể hỉ nộ và ái ố trước những cái điều mà mọi người nghĩ về mình. Và bởi vì đây là con đường mình chọn, là mình phải chấp nhận cái điều đấy. Và nếu mình không giữ được cái tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến thì mình sẽ bị cuốn theo và mình sẽ cảm thấy cuộc đời mình đầy sự đau khổ. Đấy, chính vì vậy mà Tân Nhàn đã có một cái nhìn rất là lạc quan về cuộc sống, về những cái khó khăn của mình mà mình phải vượt qua. Và nhìn lại cả một hành trình của mình gắn với âm nhạc, có những khó khăn thăng trầm và cũng có những nụ cười, hạnh phúc và niềm vui khi mà mình đã trao đi những cái nguồn năng lượng tích cực qua âm nhạc đến như vậy. Thì để đúc rút lại, những cái tài sản lớn nhất chị đã có được đến bây giờ, thì chị nghĩ rằng đó là gì? Đến giờ phút này thì có thể nói rằng là cái mà Tân Nhàn có được cho bản thân mình, có thể đấy là như cái cách nói của Thùy Linh là tài sản lớn nhất ấy. Thì cái mà Tân Nhàn thu lượm được cho chính bản thân mình, các cái giá trị lớn lao nhất đấy, đó là mình đã thực sự tìm được lại bản ngã của mình. Và cái tài sản này nó sẽ nuôi dưỡng Tân Nhàn tiếp với cuộc đời, cái hành trình tiếp theo, để mình có được những cái việc làm đúng, định hướng đúng, và trong cả trong công việc và trong cuộc sống. Khi mà mình tìm thấy chính mình rồi thì mình cảm thấy rất là an nhiên trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất đối với chị trong cuộc sống thời điểm này là gì? Điều quan trọng đối với Tân Nhàn nhất bây giờ vẫn phải là sự bình yên. Và Tân Nhàn cảm thấy là mình đã làm được điều đấy. Mình không phải quay cuồng với những điều mà mọi người đang phải vất vả. Mình không phải giàu có. Nhưng mình thấy hài lòng với những cái điều đấy. Và mình đấy chính là sự bình yên rồi. Sự bình yên và giải thoát trong Phật Pháp. Sự an nhiên. Và mình đã làm được điều đó thì đấy là cái thành công của mình. Có thể nói là mình cũng đã trưởng thành được một, không phải là tất cả, nhưng có thể nói là cái sự trưởng thành đấy nó làm cho cuộc sống của mình nó an yên. Tới thời điểm này, khi thời lượng của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời đã chuẩn bị phải khép lại, với tất cả những chiêm nghiệm từ cuộc sống của mình, chị có muốn chia sẻ với khán giả những cái thông điệp gì nữa không ạ? Bản thân mình thấy mình chẳng có gì để chia sẻ cả. Nhưng có điều khi đến đây gặp Thùy Linh thì Tân Nhàn thấy rằng có rất nhiều điều mình muốn nói, mình chia sẻ. Và điều mình mong muốn được nói trong buổi ngày hôm nay nhất đó là Tân Nhàn mong muốn mọi người sẽ luôn luôn có một năng lượng tích cực trong cuộc sống và một cái đức tin. Vì nếu mà con người không có một đức tin nào đó thì họ sẽ trở nên có một cái cuộc sống nó bấp bênh và luôn luôn bị gọi là cuốn theo những cái điều mà trong cuộc sống làm cho họ mệt mỏi. Chính vì vậy mà năng lượng sống tích cực và một đức tin vào một cái đạo đó mà mình theo, với Tân Nhàn là đạo Phật, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người an nhiên hơn trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Tân Nhàn đã đến với Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi rất là nhiều những điều thú vị để cho chúng tôi thêm niềm tin vào đức tin với Phật Pháp sẽ mang tới cho chúng ta những sự bình yên vào cuộc sống và động lực để mỗi con người sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, sống yêu thương, bao dung và độ lượng. Và tới lúc này, rất là mong muốn với những giai điệu âm nhạc, những món quà âm nhạc và sự xuất hiện của ca sĩ Tân Nhàn sẽ mang tới khán giả của chương trình để cho chúng tôi thêm được nhiều những nguồn năng lượng với những cảm xúc đó. Trong chương trình hôm nay thì bài hát tiếp theo mà Tân Nhàn muốn gửi tới Thùy Linh cũng như đông đảo khán giả của chương trình là một bài hát mà là tên gọi chính trong chủ đề chính của live show của Tân Nhàn, đó là bài hát Trở Về, một bài hát của nhạc sĩ Tuấn Phương, phổ thơ của nhà thơ Lê Tự Minh. Và bài hát này là một bài hát mà Tân Nhàn vô cùng yêu mến. Bài hát là giống như chính bản thân của Tân Nhàn đang muốn mong mỏi tìm về. Đó là tìm về với các cái giá trị truyền thống, tìm về với mẹ, với quê hương và với bản ngã của chính mình. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau trở về với những điều tốt đẹp mà mỗi người mong muốn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn Tân Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Chúng ta hãy cùng trở về với ca sĩ Tân Nhàn.
trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt đã rơi bởi một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa, ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mặn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa. Chẳng thể